Thì như mình đã nói rồi, bản này các bạn chỉ có thể chơi single player thôi, các bạn không thể nào chơi online ở cái bản này được. Cái bản online mình sẽ giới thiệu bên channel Game Control trong khoảng trong nay mai thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào phần option trước nhá. Gameplay có cái phần gì nhỉ? Cái phần tông lô arm chỗ nào ấy nhỉ? Weapon zoom này, hold button này, click button đây. Audio mình sẽ để mặc định nhá, còn video thì sao nó lại mờ mờ thế này nhỉ? Graphic thì làm sao chăng? Motion blue, cái này đương nhiên là tắt đi rồi. Version of brightness full screen. Sao nó cứ mờ mờ kiểu gì nhỉ? Hay là cái hiệu ứng của cái phần này nó vậy? Nên nó vào game thử xem sao. Còn đây là phần cây binding nhá các bạn. Nhìn thấy nhiều nút vậy thôi nhưng mà nút chùm chức năng nên tao không phải suy nghĩ nhiều lắm. Lái máy bay à? Lái xe jeep à? Lái xe chung à? Cái này thì nên để Ultra hay là gì nhỉ? Game này mình không biết có nhẹ hay không nữa. Mình chưa coi qua cái phần cấu hình tối thiểu của nó. Thôi thì có thể thử Ultra phát đi nhỉ? Ngại gì với bẩn. Bách, sau đó thì vào campaign nào. Ở đây thì start new campaign. Cái bản này mình chơi rồi à? Ở đây. Để chơi đâu nhỉ? Chế độ sẽ là hard. Mình chỉ biết là đây là bản crack update cuối của cái bản bản game Battlefield 4 này thôi, chứ không biết là nó có đủ 9 cái DLC không. Còn cái bản online kia thì lại đủ 9 DLC nhưng mà nó lại nặng quá. Nó nặng hơn nhiều so với cả bản này. Thế bản này bao nhiêu nhỉ? Các bạn đợi tí nhá. Xem nào. Battlefield 4 chỉ có hai mấy GB thôi, như vậy là chỉ bằng khoảng tầm hơn 1/3 so với cả cái bản online. Cái bản online cái tận 60 mấy GB các bạn ạ. Không hiểu sao lại nặng như vậy. Thì đây, trong cái phần game Battlefield 4 này thì nó vẫn lấy cái chủ đề đó là chiến tranh hiện đại. Chúng ta sẽ what the heck. Đồ họa thì được cải thiện hơn 1/3 rất là nhiều. Vẫn là cái trình làm game Frostbite nhưng mà nó đẹp hơn rất là nhiều. Chỗ này đường nào đường ra đấy? Hello. Đây được. À ngồi xuống nhỉ, quên. Hello. Đặc trưng của những dòng game theo kiểu như thế này thì nó thường đó là có tốc độ di chuyển rất là nhanh, tạo cho chúng ta cái tính hành động. Bây giờ thì à cái gì đấy? Pick up. Chỗ này có cái cây nhỉ? Và sao chúng ta lại có một mình ở chỗ này thế này? Quân mình à? Là quân nói nhỉ? À cửa ở đây. Cái này mò nó hơi mệt nhỉ? Ơi. Ơi. Mệt hồn. Lost your tail. Ease up, pack. Hết hồn mày. Where the hell you been? After the handoff went pear shaped, I came straight here. Cơ chế di chuyển thì nó vẫn như vậy thôi. Không khác là mấy. Nhưng mà đồ họa thì đẹp hơn. Ở đây mình đang setting ở cái mức ultra nha các bạn. Tốc độ chuột có cao quá không nhỉ? Ở đây cũng vừa rồi. Cái gì đây? Chuyện bắt đầu à? Chuẩn bị được bắn nhau các bạn ạ. Ammo ở đây à? À đúng rồi, game này mình theo mình được biết thì nó còn có cái cơ chế súng đạn rất là hoành tráng nữa. Nhưng mà sao không chọn được cái nào hết vậy? What the heck? Khóa hết à? Open weapon gray. Gì đấy? What? Chó đâu ra? Chó mèo đâu ra vậy? Ôi. Đây rồi, giờ thì bắn được rồi. Bắn khá là dễ các bạn ạ. Không quá khó trong cái vụ recoil. Cái này có cả cơ chế tính điểm nữa này. Chơi chơi cái phần nhiệm vụ như này cũng rất thú vị.
Vâng, cái vấn đề là đạn hơi ít, chắc cái súng này có 20 viên đạn nhỏ quá đấy. Cái tâm ngắm này là mình liên tưởng tới cái tựa game đó là gì nhỉ? Call of Duty Blackout. Mà mình có bật cái Unikey không nhỉ? What the heck, sao ấn R mà nó lại bị delay? You okay, Irish? Anh nhìn lên đây từ bao giờ vậy? Và súng này thì lại là súng táp. Thế là thế nào? Và táp thì dùng tâm dùng điên cuồng luôn. Ui, 21 viên đạn luôn. Hay nhờ. Bắn rất là dễ. Được rồi, di chuyển nào. Nãy giờ lông ngông hơi nhiều ở cái phần súng đạn này. Moving towards extraction. Roger that, Tombstone. Helo's inbound. Get your squad in position. Out. À, cái gì đấy? Quỳ á. Cái này nhảy trườn là cái nút nào ấy nhỉ? Cái đường. Hơi khó nhìn các bạn ạ. Thì ra là đây. Và đây là sắp hết đạn rồi. Ký hiệu ánh sáng của nó làm hơi mình hơi bị lè mắt. Cho nên nhìn nó hơi khó. Có đổi được cái súng nào khác không nhỉ? Súng nào nhiều đạn hơn không? Chứ cái súng kia có mỗi hai mấy viên đạn. À đây, súng này 31 viên này. À, được khẩu AK. Ngon. Đi nha. Có nên tăng thêm một chút ánh sáng không nhỉ? Mà thứ nhìn nó có vẻ hơi tối. Video. Đây. Nhìn rõ hơn này. Hả? Cái gì đấy? Trang bị à? Để hết rồi. Hả? Come on, open it up, Rucker. À. Đặt bom các bạn ạ. Fire in the hole, everybody. Ui. Let's go. Cái bối cảnh bên ngoài của nó thiết kế nhìn khá là ngon mắt các bạn ạ. Yeah. Giống nhòm các bạn ạ. Hầu quy. What? Yeah, the two smoke stacks. Soi mục tiêu các bạn ạ. Cái này nếu các bạn sử dụng ống nhọn, cái mục tiêu nó hiện ra nên bắn rất là dễ. Vậy là game này cũng có cơ chế đạn rơi giống kiểu như là mấy game hiện đại thời điểm bây giờ các bạn ạ. Và súng gì đây? AK. Bắn mà có cái cơ chế tính điểm này, cảm giác nó hành động rất là nhiều các bạn ạ. Chứ không như trước đây những cái phần game trước ấy thì nó bắn cái là đối phương chết là chúng ta im lìm, thậm chí là nhiều tình huống rồi còn không biết là nó đã chết rồi cơ. Còn hiện cái tính điểm này ra thì nó giúp chúng ta phát hiện. Ê, bắn đi mà thấm vậy. Throw grenade. Thay súng mất nhỉ? Chỉ vì súng đang ngon ngon một tí. Saka CZ. Thử súng này mất nhỉ? Đạn rất là nhiều. Ghét cái là sao điều khiển tâm hơi khó. Ui,
Súng này si đao các bạn ơi. Bắn như shit vậy. Sai lầm khi cầm súng này rồi. Mà cái này táp khó nhỉ. Mày ơ á, chúng đâu rồi mà. À đây. Mày. Mày nhìn cái gì mà nhìn. Triple kill. Mày này, mày này. Ai, có quả nét sao đít. Chỗ này nhìn hơi khó nhỉ. Và làm sao để bật map? Cái map kia nhỏ quá. Có rất là nhiều nút mà mình không thuộc, cho nên bây giờ chơi game nó bị cuống cuống kiểu này đây. Nó sợ NR thay đạn không được ta. Ở đâu đâu nhỉ? Hết à? Hả? À, còn đám nữa bay xuống kìa. Chơi nó. Send more please. Cái súng này cảm giác sấy nó chả trúng viên nào cả các bạn ạ. Enter vehicle, oh, lái xe được này. Tông nó. Mày hả người? Mày hả người? What the fuck? Oh, giờ sấy quả xa trúng được thì hay rồi. Hả? À, có cái hầm nè. Cái game này sao mình chơi cảm giác rất là lạ thế nào ấy nhỉ? Mình nhớ là cái phần Battlefield 4 này mình chơi rồi mà. Và hết sư đạn rồi, xong rồi. À, có đạn này. Ở đâu? Trang bị. Thay cái súng đi. Cái súng này si đao á. Lấy lại AK. Đây, súng này bắn dễ, mất tội ít đạn. Ôi, 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 ôi. Cái gì mà cả, căng thẳng vậy? Bình tĩnh nào. À kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Ôi vậy mà không chết à? Ôi quả nét, quả nét. Đáp ngay giữa mồm. Hả? Hết cả hồn chưa? Hơi khó nhìn các bạn ạ, tại vì mình không quen đồ họa của cái phần này. Cái gì mà lắm con hết vậy? Xong chưa? À vẫn còn tiếng đạn này, như vậy thì chưa xong được. Ồ, oh, thấy đạn. Cho tí đạn được không? Rồi, hết rồi đấy. Ơ, chưa hết à? Rồi, hết rồi đấy. À, vẫn còn kìa. Sao nhiều vậy? À,
À, còn hai mục tiêu nữa. Giờ lại thành 3. Hay lắm game. Ý. Thằng cuối.